ngồi tại nhà kinh doanh trên toàn cầu. Bạn đã biết điều đó chưa? Bạn đã có cái công thức để làm được cái việc đó chưa? Nếu chưa thì đây là video dành cho bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Nguyệt là Hoàng Nguyệt, Nguyệt là một giáo viên, là một doanh nhân. Trong thời gian gần 2 năm vừa qua thì nhờ học được những cái phương thức kinh doanh của những bậc thầy, của những doanh nhân thành công, thì Nguyệt đã có cho mình một cái hệ thống kinh doanh trên toàn cầu mà chỉ bằng việc là mình ngồi tại nhà thôi các anh chị. Vậy trong thời gian gần 2 năm vừa qua thì cái doanh nghiệp của Nguyệt hiện tại có quy mô lên 7 quốc gia. Và bản thân Nguyệt không chỉ giúp cho những các cái đối tác của Nguyệt ở trong nước mà các đối tác ở ngoài nước ngoài phát triển rất là mạnh. Vậy thì cái công thức như thế nào, cái bí kíp như thế nào, thì một tin vui dành cho các anh chị đây. Đó là vào 18 giờ ngày 14 và 15 tháng 7, cái công thức này, cái cách thức này sẽ được một nữ doanh nhân trẻ 1 triệu phú đô la chia sẻ lại cho các anh chị ở trên Zoom. Anh chị nào mong muốn sở hữu được bí kíp chỉ có đúc kết trong vòng 2 ngày thì hãy inbox ngay cho Nguyệt để được nhận đường link Zoom miễn phí, hoặc là nhắn tin ngay cho cái người gửi cái video này cho các anh chị để nhận được link Zoom miễn phí.